Xin chào anh em, mình đã trở lại đây. Với việc càng ngày càng có nhiều mẫu điện thoại mới ra đời và nhu cầu thay đổi smartphone đã trở nên phổ biến hơn, vậy thì điện thoại mới bạn sẽ thường sử dụng vào việc gì đầu tiên? Và nếu là một game thủ, thì tất nhiên là phải tải game về test máy rồi, nhằm kiểm tra sức mạnh và trải nghiệm những game hay cùng nó. Vậy thì video này mình sẽ mang đến những game mới cho bạn thử qua, với nhiều mức cấu hình khác nhau, nhưng sở hữu đồ họa không hề kém cạnh so với những đồng nghiệp trên mảnh đất PC console. Và trong hàng hà sa số những game di động mới xuất hiện mỗi ngày trên cả hai kho ứng dụng Android và iOS, thì biết đâu video này bạn sẽ tìm được một tựa game đáng trải nghiệm. Và đừng quên link tải game mình đã để sẵn dưới phần mô tả. Còn nếu game nào chưa phát hành thì bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nhé. Còn bây giờ cùng mình bắt đầu đến với tựa game đầu tiên nào. Dragon Ball Saint United. Và khởi động thì tựa game đầu tiên sẽ là một game nhập vai thẻ bài đánh theo lượt, với dạng nhân vật lấy ra từ bộ truyện 7 viên ngọc rồng. Vì thế công việc cần ưu tiên là sưu tập dạng nhân vật đình đám sẽ đồng hành cùng chúng ta trong mỗi trận chiến. Hệ thống nhân vật sẽ được phân chia ra nhiều vai trò khác nhau, với những cấp độ sẽ tương ứng với một loại kỹ năng đặc biệt. Và người chơi cần phải nhanh tay tạo ra những combo phối hợp nhằm đạt sát thương tối đa áp đảo kẻ thù của mình. Và cũng giống như bao tựa game cùng thể loại, game thủ cần phải xây dựng đội hình sao cho hợp lý, nhằm phát huy sở trường của từng nhân vật trong team. Mỗi nhân vật đều có hệ thống trang bị và kỹ năng đi kèm, cộng thêm khả năng tăng cấp sẽ biến đổi ngoại hình trở nên ngầu hơn. Và nếu là một tín đồ của bộ manga anime 7 viên ngọc rồng, thì đây sẽ là lựa chọn đáng chơi mà bạn nên cân nhắc đấy. Cyberica. Tựa game tiếp theo sẽ dành cho những ai đam mê kiểu game nhập vai sinh tồn và áp dụng bối cảnh giả tưởng cyber đang hot gần đây, cộng thêm một chút yếu tố của dòng game GTA đến từ Rockstar. Và ở đây là một xã hội thời tương lai, nơi máy móc và con người chung sống với nhau. Mặc dù là một xã hội tân tiến, nhưng ẩn sâu bên trong là những âm mưu thủ đoạn xấu xa. Vì thế trong vai nhân vật chính, người chơi sẽ phải chiến đấu thực hiện nhiệm vụ nhằm chống lại những tên tội phạm khét tiếng. Và vì định hướng là một game nhập vai phiêu lưu hành động, nên bạn sẽ được tự do tìm hiểu mọi thứ trong game, liên tục phải đối diện với những vụ ẩu đả mâu thuẫn, và nhìn chung là một không gian ngột ngạt. Đặc biệt với góc nhìn thứ ba, bạn còn có thể dễ dàng điều khiển nhân vật của mình hay tự do lái xe di chuyển nhanh chóng làm nhiệm vụ, đồng thời cho phép tham gia môi trường đấu mạng và kết nối tối đa với 8 người chơi trong một màn. Best Power. Nếu đam mê những màn đánh đấm đối kháng hấp dẫn của 7 viên ngọc rồng mà bạn lại không muốn trải nghiệm nó trên PC hay là console, thì tựa game di động này sẽ là lựa chọn cần lưu ý. Mà khác với cấu hình nhẹ nhàng và dung lượng vỏn vẹn 170MB, nên chất lượng đồ họa của nó không thực sự đẹp mắt. Thế nhưng bù lại cho những thiếu sót như vậy là một lối chơi tự do với những màn tả xung hữu đột trên đấu trường. Tại đây bạn có thể bay nhảy né đòn và di chuyển xung quanh đối thủ, tìm kiếm sơ hở và tấn công bằng những combo hủy diệt. Mặt khác, yếu tố nhập vai của game còn vô cùng rõ nét, với hệ thống nhân vật đa dạng và khả năng tăng cấp, tăng sức mạnh hay mở khóa anh hùng mới thông qua hình thức chuyển đổi và thức tỉnh vô cùng hấp dẫn. Ngoại hình nhân vật tuy không giống 100% như là 7 viên ngọc rồng, nhưng được vay mượn ý tưởng khá nhiều, nên cũng là một lựa chọn không tồi dành cho fan bộ truyện này. Survival Day Zero. Được phát triển bởi cha đẻ của những game chiến thuật nổi tiếng, và đây cũng là tựa game chiến thuật mới nhất với chủ đề sinh tồn thời tận thế trong một không gian tràn ngập zombie. Và vì là game chiến thuật sinh tồn nên khía cạnh đồ họa của nó được chăm chút kỹ hơn và tỏ ra quen thuộc nếu bạn đã từng chơi qua những game như Fallout hay Metro.
Và tại đây người chơi cần bắt đầu xây dựng cho mình một căn cứ, chiêu mộ những anh hùng lang thang ngoài kia, nhằm hỗ trợ mình xây dựng và đánh bại lũ zombie đang hoành hành. Ngoài ra một điểm làm cho game trở nên đáng chơi là cơ chế nhập vai cho bạn tự mình điều khiển nhân vật chiến đấu, né đòn và chủ động xả đạn vào đám quái vật biến dị. Và ngoài những thứ đó, game còn đem đến khá nhiều luồng gió mới thú vị, với những phần chơi và nội dung vô cùng hấp dẫn. Và hiện tại đang bước vào những công đoạn thử nghiệm cuối cùng, nhằm công bố phiên bản chính thức trong tháng tới đây. Project Gaia là dự án game bắn súng sinh tồn đáng chú ý nhất trong năm 2021 và hiện tại đang mở đợt thử nghiệm lần 2 của mình sau khi nhận về nhiều phản hồi tích cực từ game thủ. Về mặt đồ họa, game được xây dựng trên nền tảng Unreal Engine 4. Do đó mặc dù là game mobile, nhưng chất lượng đồ họa và khung hình không hề thua kém những game PC. Đặc biệt với cơ chế co-op với bạn bè, game hứa hẹn sẽ mang đến những khoái cảm kỳ lạ khi được sinh tồn trong một không gian u ám bao vây bởi những sinh vật biến dị, giống như là Left 4 Dead của Valve. Và nhìn chung là một mô típ quen thuộc mà game thủ thường thấy trong những game bom tấn trên PC và console. Và trong đợt thử nghiệm lần này, game đã hé lộ thêm một phần về cốt truyện của nó, với hệ thống gameplay mượt mà và kho trang bị đa dạng, lại càng làm cho game thủ tò mò nhiều hơn về game. Và nếu muốn trải nghiệm thử tựa game này, thì mọi người phải nhanh tay đăng ký sớm nhé. Rasasa Street Mobile. Với game thủ Việt Nam thì đây có lẽ là một cái tên xa lạ, nhưng thực chất tựa game này là phiên bản chuyển thể từ bộ phim Trứng Hồn Nhai nổi tiếng phát sóng ở Trung Quốc vào năm 2016. Qua đó đội ngũ phát triển đã khôn khéo tận dụng cốt truyện sẵn có để mở rộng nội dung và thêm vào những tính năng hiện đại mới, cho game thủ tự do trải nghiệm ngay trên di động và lựa chọn đồ họa anime dễ thương làm phong cách chủ đạo cho mình. Qua đó lần lượt từ nhân vật mà game giới thiệu đều bộc lộ khí chất và thần thái riêng. Thậm chí hệ thống kỹ năng và những đoạn phim cắt cảnh hoành tráng cũng quá đủ làm điểm nhấn lôi cuốn game thủ rồi. Lối chơi chủ đạo thì vẫn xoay quanh yếu tố chiến thuật. Tuy nhiên bên cạnh đó, còn khuyến khích người chơi tự do di chuyển khám phá, qua đó tìm hiểu những bí ẩn mà nhà làm game cố tình tạo ra, đang chờ game thủ trên từng con phố ở Trấn Hồn Nhai. Devil Among Us. Nếu nhắc đến dòng game thử thách, thì Among Us chính là một trong những thành công vượt trội nhất. Cùng với nguồn cảm hứng thú vị Ai Mới Là Kẻ Giả Mạo, thì game mobile mới Devil Among Us chính là kẻ kế thừa hoàn hảo khi đem đến trải nghiệm phá hủy tình bạn với bối cảnh và lối chơi tương đồng. Và thay vì đặt người chơi vào một con tàu ngoài không gian, thì game thủ và đồng đội sẽ phải thám hiểm một lâu đài ma ám và ẩn mình giữa người chơi sẽ là một con quỷ. Và nhiệm vụ của game thủ sẽ là tìm kiếm con quỷ đội lốt này càng nhanh càng tốt trước khi nó giết toàn bộ người chơi. Ngoài ra trong quá trình tìm kiếm kẻ giấu mặt, game thủ còn phải chú ý hoàn thành nhiệm vụ để tự giải thoát khỏi lời nguyền tại đây. Và nhìn chung nếu đã chán bối cảnh vũ trụ, thì đây chính là luồng gió mới lạ trong cộng đồng Among Us. Hunter Legend. Với kiểu chơi mà hành dọc thuận tiện và dạng thử thách thú vị của mình, tựa game này đã mở ra một không gian nguyên thủy vui nhộn. Bạn sẽ nhập vai là một chiến binh và thợ săn quái vật mạnh nhất, cầm trên tay ngọn giáo sắc bén với sức mạnh từ vật cổ của gia tộc, thì những con thú và rồng tại đây chỉ là con mồi của bạn. Game tạo điều kiện cho người chơi hòa mình vào một không gian săn bắn, chiến đấu với động vật hoang dã và khám phá thế giới.
Ngoài ra, một điểm thú vị là bạn còn có thể tận dụng lợi thế trên bản đồ để tránh những cuộc tấn công như vụ bão đến từ đàn quái vật, đồng thời phải canh chuẩn thời điểm để tung ra kỹ năng hợp lý. Và vì là game màn hình dọc, nên hệ thống điều khiển của nó vô cùng đơn giản và thuận tiện. Toàn bộ thao tác sẽ được tối giản đến mức tối đa, nhằm mang lại một trải nghiệm thoải mái nhất có thể đến người chơi. A-Racer được hậu thuẫn dưới tay ông lớn Netchi, đây là game mobile đua xe phải nói xứng hàng siêu phẩm, vừa ra mắt đợt thử nghiệm vừa qua vào ngày 22 tháng 3 và tất nhiên là dành cho game thủ Trung Quốc, đã khiến cho không ít người chơi phải trầm trồ khen ngợi là bởi đồ họa đỉnh cao, lối chơi hấp dẫn và gu thời trang cá tính. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, game còn lồng ghép khá nhiều dàn làm thắng cảnh nổi tiếng với âm thanh thuộc hàng siêu phẩm khi toàn bộ tiếng gầm rú của động cơ được thu âm trực tiếp cho cảm giác thật nhất với game thủ. Và không chỉ đem tới những mẫu xe thể thao phổ biến, mà game còn có riêng cho mình những mẫu siêu xe thiết kế vô cùng cầu kỳ, trở thành lựa chọn phù hợp theo từng cung đường và chiến thuật mà game thủ đề ra trong game. Bên cạnh đó, tính năng độ xe còn được đưa lên một tầm cao mới, khi đòi hỏi bạn cần kiến thức vật lý về chuyển động và cảm giác lái để hiểu rõ xe của mình cần bổ sung thứ gì. Và tất nhiên như mọi khi, link tải game mình đã để sẵn dưới phần mô tả và công việc của bạn chỉ là nhấp vào chúng để tải về. Tiếp theo, nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn, thì đừng quên like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần. Để bạn hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại game thủ trong những video lần sau.